Trời, hai cái đứa này, tụi bay luộc con vịt mà người ta tưởng mày đốt nhà không á. Hàng xóm tao kéo tao coi à, đó đó đó. Út rớt ơi, út rớt. Rớt. Mày chết giùm Sáu thử coi, Sáu có đủ xoan rồi, đủ đẹp để đón cháu dâu tương lai chưa? Trời ơi, như cái nách luôn á Sáu ơi. Ơ mà, cứ tưởng là hôm nay là đám cưới của Sáu Điệu không á ta. Mày á nha, mày cứ làm cho Sáu mừng hụt không à. Ơ mà Sáu, 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 cho Út mượn cái son đi. Ông Tim sắp dặn bạn gái tới nơi kìa. Sáu. Thiệt á chứ. Cái nhà này á, riết ra ai cũng điệu chảy nước hết trơn hà. Nếu không phải điệu thì cũng là BD, mà nếu không phải là BD á thì cũng là...